Giàu từ một đô thành từ trái tim là tôn chỉ của ngân hàng Vạn Cơ chúng tôi. Trong 30 năm qua, ngân hàng Vạn Cơ chúng tôi... Em lượm được sao? Xin lỗi anh Minh nha, em thấy có tờ giấy rớt ở dưới đất nên mới lượm lên coi. Em không cố ý coi tờ nháp của anh Không đâu. sao, không sao đâu. Nhưng mà em thấy anh viết tốt lắm. Thật à? Ừ. Nè, đúng ra anh định thêm thành ngữ bốn chữ trên này, nhưng mà nghĩ kỹ lại có vẻ như giả tạo quá, không được thời thượng lắm. Thành ngữ cũng không phải là quan trọng, quan trọng nhất là phải chân thành, là phải cảm động được người ta. Sau khi em đọc xong, có cảm động được em không? Cảm động lắm. Đúng là không uổng công anh thức trắng mấy đêm nghĩ ra. Em biết đó, lần đầu tiên phát ngôn trong buổi trình chiếu quảng cáo, lỡ có sơ suất gì thì mất mặt lắm. Anh nói chuyện giỏi như vậy chắc chắn là được. Nè, tài ăn nói bẩm sinh cũng phải nhờ vào nỗ lực bản thân mới được. Anh đi học thuộc cái đã hả? Ráng lên. Alo. Chào Quỳnh. Anh có một tin mừng muốn lập tức báo cho em biết. Dù sang nhường lại Phú Hưng, chúng ta đã đánh bại được các đối thủ khác. Bước đầu đã được chọn, còn chi tiết hôm khác nói tiếp. Tốt vậy sao? Vậy lát nữa có công bố trong buổi họp báo hay không? Vẫn chưa thành công. Anh muốn khiêm tốn một chút. Hơn nữa hôm nay nhân vật chính là Nhất Minh, anh không muốn giành tiếng thơm của nó. Nè, còn em đi được chưa? Anh đang trên đường tới khách sạn đó. Em cũng sắp xong rồi, em lo cho hai đứa nhỏ rồi sẽ tới ngay. Kiki, tới lượt con. Tự làm đi. Yes. Hay lắm, hay lắm. Yeah. Kiki, Duy Duy. Má ơi, thì ra Kenji chơi xếp chữ giỏi lắm, còn phá luôn cả kỷ lục của má nữa. Vậy sao? Hai đứa nó giỏi thì đúng hơn, biết nhiều từ vựng tiếng Anh như vậy. Xin lỗi nha, hai con khỉ đột này đã làm phiền cô nghỉ ngơi. Hay là hai con đi làm bài đi. Làm xong lâu rồi. Kenji đã dạy tụi con làm mà. Quang Hồ, cô đã xếp được chữ congratulations rồi, nhớ nói chữ này với ba nha. Tại sao vậy? Marcus đã bước đầu thành công khi sang nhận ngân hàng Phú Hưng đó, bộ cô không biết sao? Anh đã lập tức báo cho tôi biết rồi. Vậy sao? Quang Hồ, cuối cùng con có thể phá được chữ family rồi. Kiki. Father and mother, I love you. Có đúng không cô Angie? Đúng lắm, giỏi lắm, chính là cách phá như vậy. Được rồi, xin chào. Mời, xin chào mọi mời. Người. Cứ tự nhiên. Cảm ơn. Phải có chị đứng sát vô cho tấm hình có được không? Xin lỗi. Xin cảm ơn mọi người. Xin lỗi. Ông Lăng, bà Lăng, xin chào ông bà. Để tôi giới thiệu với mọi người con thứ của tôi, Nhất Minh. Ông Lăng, xin chào ông. Bà Lăng, xin chào bà. Cậu là Nhất Minh sao? Dạ phải. Đúng là diện mạo tuấn tú, tuổi trẻ tài cao. Không còn bao lâu nữa ngân hàng chúng tôi không thể kinh nổi Vạn Cơ rồi. Không dám. Lớp con cháu chúng tôi còn rất nhiều điều cần phải học hỏi ở mọi người thì đúng rồi. Bà Trác à, con của bà khiêm tốn như vậy đúng là có phong thái của ông chồng nhà bà lắm đó. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Nè, uống ly nước đi. Được, mời. Xin chào. Nè, Nhất Tâm à. Sau khi hai người công khai, ai nấy đều nói hai người là đôi cân xứng nhất trong buổi tiệc này đó. Anh và Connie cũng xứng đôi vậy, đúng là vợ chồng gương mẫu. Xứng hay không không phải bề ngoài, quan trọng là tấm lòng thôi. Trời, tấm lòng kìa. Em tên là Nhất Tâm mà. Hay là mọi người cùng chúc chúng ta nha. Xin bà Trác này đúng là rộng lượng, thì cái chồng của bà có con riêng ở ngoài, bà cũng coi như là con ruột của mình vậy, hay thiệt. Bà chiến trực ăn dụng ở ngoài để lại như vậy, bộ vui lắm sao? Còn tới đây khoe khoang lớn tiếng, đúng là xấu hổ quá đi. Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới dự buổi họp mặt của ngân hàng Vạn Cơ. Hôm nay cũng là lễ trình chiếu phim quảng cáo mới nhất của ngân hàng chúng tôi. Xin mời thưởng thức.
cô Giang ăn ảnh lắm. Nhưng mình biết chọn lắm. Nhưng mình kêu mà mọi người đừng có cười con nữa. Em đẹp lắm. Cô Giang cũng phải quan tâm tình yêu. Em muốn ở một đâu này. Giao từ một đô thành từ trái tim, báo đáp mọi người, cống hiến xã hội. Dàn cơ cùng bàn tạo dựng cuộc sống. Mọi người đã coi phim xong rồi. Bây giờ xin mời chủ tịch của ngân hàng Dạng Cơ, ông Trác Nhất Nguyên bước lên nói vài lời với chúng ta. Một quảng cáo lần này đặc sắc vô cùng, còn xác lập được hình ảnh doanh nghiệp của ngân hàng. Báo đáp xã hội, mời vì ngân hàng có thể làm từ thiện, còn nâng cao được doanh thu của ngân hàng, mở rộng nguồn khách. Tôi xin nói tiếng chúc mừng tới Nhất Minh cùng tất cả các anh em tham gia vào mẫu quảng cáo này. Sắp đến Tết rồi, tôi hứa với mọi người sẽ gói một lì xì lớn cho mọi người. Ông Trác à, nghe nói Dạng Cơ sang nhượng ngân hàng Phú Hưng bước đầu đã thành công rồi, có phải là thật không? Phải nói rồi. Tôi dự định là hôm khác mới công bố. Hôm nay chúng ta không nói về đề tài này. Tôi muốn giao lại sân khấu này cho nhân vật chính của hôm nay, người có công trong mẫu quảng cáo lần này, ông Trác Nhất Minh. Ông Trác, bây giờ tôi thực sự không tiện nói với mọi người, là bởi vì tôi không tiện nói với mọi người. Mọi người thông cảm cho. Giao từ một đô thành từ trái tim là tôn chỉ của ngân hàng Dạng Cơ chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục kế thừa tôn chỉ này, đưa doanh nghiệp lương tâm, báo đáp xã hội đặt lên hàng đầu. Cảm ơn mọi người. Nói gì con đi, không được rồi. Cái gì thông cảm cho. Sao hả? Không lẽ em lại cụ lần định tới đây an ủi anh sao? Vậy thì chắc chắn là em tới đây định hít khói của anh rồi. Em cảm thấy bài viết của anh viết cũng đặc sắc lắm đó. Vậy sao? Em cụ lần thiệt nha, nhưng bụng dạ của em tốt lắm. Anh nói đại mà cũng dằn dư đến vậy. Anh nói đại một câu mà em cũng mừng vậy sao? Cho nên em cũng muốn nghe anh nói tiếp tục đó. Chị đang tiếc anh vẫn chưa nói xong đã hối hả bỏ đi rồi. Được. Giao từ một đô thành từ trái tim là tôn chỉ của ngân hàng Dạng Cơ chúng tôi. Trong suốt 30 năm qua, chúng tôi đã cùng với tất cả người Hồng Kông trải qua vô số cơn sóng gió, trải qua rất nhiều khoảng thời gian tươi đẹp. Ngân hàng Dạng Cơ chúng tôi thành lập ở Hồng Kông, tồn tại trong lòng của mỗi một người dân Hồng Kông. Chúng tôi quan tâm dân sinh, góp hết sức lực của chúng tôi giúp đỡ tất cả các bạn có nhu cầu. Chúng tôi đề xướng doanh nghiệp lương tâm. Chúng tôi mãi mãi cũng không quên cống hiến xã hội, báo đáp mọi người. Doanh nghiệp ngoài việc làm ăn kinh doanh cũng có thể là kinh doanh hướng thiện, kinh doanh hướng tâm. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các vị. Quang Ngô, đặc sắc lắm, anh ấy hay lắm đó. Thật chứ? Yeah. Hey. Em tốt thiệt nha, tiếng vỗ tay của em á còn hơn cả tiếng vỗ tay của mấy chục người trong đó đó. Chúc mừng anh. Cảm ơn em. Chân chân cả cả đi qua thông qua ngoài đi phá phó chỉ khắp mọi nguyện vọng. Thiên hạ thiên quang thiên chinh thiên trong chẳng kinh si sâu âm đầy hướng vọng. Hồ sắc chế yên phá y chế. Kênh TVB tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ.
Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.